Từ cái ngày mình làm đẹp là mũi ở Hàn Quốc về đó thì mình ở cữ ở nhà, đâu có đi đâu đâu, tại vì sợ bị viêm nè, cho nên phải ở giữ cữ, không dám ra ngoài. Ở Việt Nam cũng trời nóng á, cho nên cũng ở nhà cũng buồn, rồi đói nữa. Thì đói làm sao thì book cô check đồ ăn họ đưa tới, thì khi xuống chờ xe đồ ăn tới thì mình thấy cái xe xoài lắc cốc lắc nè, thì kêu cô ơi, cho em một phần, thì cô đậu qua cô làm cho mình, thấy cô làm cũng nhanh gọn lẹ ha. Và họ bỏ muối vô nè, nhưng nước mắm thì mình không ăn được, mình kêu là thôi đừng bỏ. Rồi xong sau đó thì cô bỏ chút xíu đường với lại hình như ớt bột thì phải đó, tại cô hỏi mình có ăn ớt cay không thì mới mình ăn, thì cô bỏ chút xíu bột ớt, rồi sau đó cô lắc thôi. Nhìn hấp dẫn nha. Mình tính kêu thêm ổi ấy, nhưng mà mình thấy hơi nhiều quá, tại cái ly này cũng hơi nhiều, mình ăn cũng hết, cho nên mình thấy thôi cô ơi, phần này thôi, thì phần này có 15k, 25k chứ cũng được ha, thì người ta cắt cho mình, người ta làm cho mình, thì mình chỉ cần mình ăn thôi. Cái đó cũng được, mình thấy cũng ổn áp nha. Rồi sau đó mình thấy mình thử thì ăn ngon nha, nó giòn giòn sực sực, mặn của muối và cái cay của ớt, trời ơi, ngon nha, thích ghê luôn á, thiệt. Sau đó thì cái đồ ăn mình tới rồi, cái cô chắc mình tới đây nè, thì người ta giao tới, thì mình lấy, thì mình mua hai cơm xuồng, tại vì nghe người lớn dặn đó là làm mấy cái mổ nó chứ chưa thương, nếu mà không muốn bị thẹo thì ăn thịt heo cho nó lành, chứ không lâu dám ăn gì đâu, ăn giảm trái cây thôi nè, với lại thịt heo. Thì thịt heo mình mua cái phần cơm sườn nè, với lại phần cơm ba rọi, là cái này nhiều nha. Cái phần cơm ba rọi thì có 55k, còn cái cơm sườn là 60k, cộng với 40k cho cái người ta đưa tới đó. Rồi xong mình được 30% off nữa, cho nên nó tổng cộng là có 130k, và 30k cũng được chứ, ổn áp, ngon. Ngon hơn ăn đồ ăn ở hàng nha. Đồ ăn ở hàng này mình bị đói nha, tại vì mình không có thích ăn đồ hàng lắm thực sự. Mà lúc mà kiêng cữ nữa, cho nên cái bất đồng ngôn ngữ, cho nên khi mà mình order đó, mình order sai không mà, toàn là order sai đồ ăn không mà, cho nên mình bị đói. Cho nên giờ Việt Nam là mình ăn thoải mái luôn.